Xin chào các bác, chào các bạn đã xem video của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bác và các bạn một bài thuốc hay còn gọi là trà thanh nhiệt. Trà này có tác dụng là làm trắng da, hồng da và thanh nhiệt, gồm các vị như sau: hoa đào 5g, hoa nhài 5g, hoa ngâu 5g, hoa sen 5g, cúc hoa 5g. Các vị trên nấu với nước 600ml, lấy nước uống hàng ngày, uống trong thời gian dài từ 3 đến 6 tháng, các bạn sẽ cảm thấy cái sự thay đổi rõ rệt. Xin cảm ơn các bác đã xem video của chúng tôi. Chào tạm biệt các bác. Xin cảm ơn các bác đã xem video của chúng tôi. Chào tạm biệt các bác.